này đến với chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân mùa 2. Thưa quý vị, chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân là một sân chơi vô cùng độc đáo và thú vị, đặc biệt là chỉ dành riêng cho những thí sinh có độ tuổi trên 60. Không những tài năng mà họ còn mang trong mình một tinh thần tràn đầy sức trẻ. Người ta có câu là tuổi xuân càng tăng thì tài năng càng đỉnh, và đó cũng chính là thông điệp mà chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân muốn gửi gắm đến cho quý vị khán giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai vị bình luận viên xuyên suốt của chương trình, đó chính là nghệ sĩ Kim Tử Long và nghệ sĩ Ốc Thanh Vân. Sam ơi, dạ. Anh thấy em rất là rạng rỡ, dạ. Rất là tươi trẻ. Chắc dạ. có lẽ là nhờ vào những tập vừa rồi, các cô các chú đã làm truyền cho em truyền cái năng lượng, một cái năng lượng rất lớn, dạ. để cho càng ngày em càng trẻ ra. Thực sự rằng á, được làm chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân không chỉ là niềm vui mà còn là niềm vinh hạnh. Khi mình được gặp gỡ những tài năng trong chương trình á, họ chỉ là những người rất là bình thường thôi. Họ đã đi một cái đoạn đường rất là dài rồi, và sau 5 tháng của cuộc đời với những biến cố, họ có thể ở đây kể cho chúng ta nghe về câu chuyện đời của họ. Tất cả những cái điều đó nó cộng hưởng lại làm cho chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện khi được tham gia chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân. Đây là nói thật bằng tấm lòng luôn đó quý vị. Và ông Thanh Vân có hiểu được cái ý nghĩa của chữ Mãi Mãi Thanh Xuân không? Anh nói em nghe thử. Em có hiểu không? Anh nói luôn đi. Anh nói luôn đi, anh đừng đánh đố tụi em nữa. Em đánh vần đi. Ai mời em ai nhã mãi. A n anh, A n anh thờ anh Thanh. U ớ ớ anh uân, X sờ uân xuân. Là Mãi Mãi Thanh Xuân, đúng không? Sao anh? Là vậy đó. Anh biết về chỗ rồi mà. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai vị bình luận viên khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là ca sĩ Hồ Hoan Hiếu và diễn viên Vu Ca. Ủa? Sao nãy ra có cái vụ nắm tay nữa vậy? Đi cho đẹp thôi. Đi cho đẹp thôi chứ không có gì không chị gì. Vậy hả? Dạ, cho nó đẹp chứ không lẽ hai người đi mà rời rạc thì kỳ. Cho nó ví dụ đi lại cho chị coi nè. Đi lại anh. Dạ, ví dụ anh đi đi. Hai đứa không nắm tay nha. Anh đi trước đi. À, thì nó hơi kỳ đúng không? Kỳ không? Nó kỳ luôn á. Hồi nãy là chị xem đó, chị giới thiệu ca sĩ Bu Ca rồi. Tại vì kiểu bị liệu ca sĩ Hồ Quang Hiếu được chuẩn bị là ca sĩ Bu Ca. Mà thật sự là chị nghe là dạo này em là cũng có tập tành về thanh nhạc rồi đúng không? Là chuẩn bị mình debut chưa? Biết sao em tập không? Tại sao? Tại vì em thấy dạo này chị hát dở quá cho nên em tập hát hay hơn chị. Em sao Bu Ca, thật sự là chị hát rất là hay, mọi người ở đây làm chứng nè. Đúng không mọi người? Hơi sượng, gặp mặt mọi người hơi sượng. Và chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân. Dạ đúng rồi. Đúng vậy, nhưng mà anh Hồ Quang Hiếu với Bu Ca là hình như đây là lần đầu tiên mình đến với chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân đúng không? Ừ, lần đầu tiên mình cũng đến với chương trình này thì cũng rất là vui khi mà được thấy cô chú đi chơi game show ngày hôm nay, tạo cho mình một cái sự tích cực rất là nhiều, bởi vì cô chú rất là vui vẻ, sống rất là yêu đời, thì mình cảm thấy mình trẻ hơn rất là nhiều. À, em muốn có một câu thơ tặng đến chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân ạ. À, đừng làm các cô chú sợ nha em. Thanh xuân ví như mưa rào, mưa rơi ướt áo, mát mẻ thanh xuân. Kỳ vậy? Đúng gì? Thơ kỳ vậy? Sao nó không dần dần vậy ta? Mưa rơi mát mẻ một trời thanh xuân. Mưa rơi mát mẻ, mát mẻ một trời thanh xuân. Đó, vậy hay hơn. Cảm ơn anh. Rồi xin mời hai khách mời của chúng ta về vị trí của mình. Rồi, đội hình rất đẹp. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm sơ qua về luật chơi của chương trình. Mỗi một tập thì chúng ta sẽ có 4 thí sinh lần lượt bước ra sân khấu và thể hiện tài năng của mình.
Mỗi một thí sinh sẽ có một clip 30 giây để giới thiệu về bản thân. Và nhiệm vụ của ban bình luận là phải xem xét thật kỹ và phán đoán xem tài năng thực sự hoặc là tiết mục mà các thí sinh mang đến sân khấu sẽ là gì. Và sau khi họ bước ra sân khấu trình diễn tiết mục của mình, chương trình sẽ có một món quà nho nhỏ cũng như là ý nghĩa gửi đến các cô chú tham gia chương trình. Và cuối cùng sẽ có một game, đó là sự kết hợp giữa các cô chú cũng như là ban bình luận ở đây để thể hiện được sự trẻ trung cũng như là tinh ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh đầu tiên của ngày hôm nay. Ghen tị quá à. Trời ơi, mọi người có nhận ra bức chân dung đó là ai không? Không. Mọi người sao vậy? Mà qua một cái video clip như vậy thì mọi người có phán đoán gì chưa? Bởi vì em thấy là thật sự là chú dường như là vẽ được thật nha. Có vẻ như chú chính là nhân vật đó luôn. Tức là chú là một người họa sĩ. Tóc, kiểu tóc nè, rồi cái cách của chú nhìn rất là giống họa sĩ luôn. Còn anh Hiếu, anh Hiếu nghĩ sao ạ? Anh nghĩ thì chú là họa sĩ thiệt. Và mới nãy quay thì thật sự quay hình, nếu mà quay giả thì cũng được. Nhưng mà cái người vẽ thì họ nãy thấy tay chú vẽ rất là nắng nót. Mình nghĩ là chú là họa sĩ thôi. Dạ. Còn anh Kim Tử Long, anh có muốn nói ra quan điểm của mình hay không? Chúng ta sẽ cùng đến với năm gợi ý của chương trình. Chú Nhật Đông, 77 tuổi. A. Vẽ tranh ngược. B. Nghệ nhân làm cát. C. Vẽ tranh tường. D. Vẽ ký họa thần tốc. Và E. Vẽ tranh sơn dầu. Cũng là liên quan đến vẽ. Nhưng mà cái nào mới thật sự là tài năng của chú đây? Anh nghĩ là cái nghệ nhân làm cát chứ không phải rồi. Tại vì nghệ nhân làm cát thì mới đây thôi. Vì đa số mấy người trẻ trẻ hơn không, chút. Đó là tranh cát á Hiếu. Còn nếu mà làm cát á, mà từ các ví dụ các tác phẩm mà tạo hình á, từ cát thì lại khác. Chắc là chú vẽ tranh sơn dầu á. Cái đó chỉ là phán đoán thôi hay là có dựa trên cơ sở nào không anh? Có. Thì đoán đại vậy thôi. Mới có ít tư liệu á, mình không có đoán được hết đâu. Anh Kim Tử Long có đồng thuận với lại đồng đội của mình hay không ạ? Number A, no. Number B, no. Number C, no. D, no. E, maybe. Chắc E quá. Anh ơi, dậy đi, dậy đi. Tại sao tôi nói E? Tại sao? Dạ. Em khi em nói E là em phải phân tích. Hồi nãy chỉ là giả thôi. Chú ấy cầm giả ấy, vẽ với chị thôi. Thực sự chú này là chú vẽ bằng tranh sơn dầu. Chú lấy cọ đó. Đó, chú nặng ra. Mỗi lần chú nặng lên rồi chú quẹt tranh sơn dầu, chú vẽ. Chính xác, chú này là vẽ tranh sơn dầu. Vẽ tranh sơn dầu. Vâng. Ca. Nghệ nhân làm cát. Nghệ nhân làm cát. Dạ. Vậy thì để xem phán đoán của đội nào đúng thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chú qua đoạn video clip sau. Vẽ tranh tường. Vẽ tranh tường. Vẽ tranh tường. Sơn dầu kìa, sơn dầu, sơn dầu mà. Sơn dầu. Là vẽ tranh tường. Tranh tường hồi nãy trên video đâu có ghi. Có không? C ơi. Vẽ là đam mê. Còn xấu là còn vẫn còn đam mê. Tôi tên thật là Nguyễn Thùy Linh. Thì hồi đó hình như là có cái năng khiếu bẩm sinh. Thấy lúc còn nhỏ á, lúc đó đã thấy thích vẽ, là cầm cái bút gặp cái gì là vẽ cái đó rồi. Và chỉ có mày mò rồi bắt đầu cái là tự học. Kiếm những cái tài liệu, những cái nhà dân họa, những cái bút pháp của người ta vẫn chiếc theo, cứ thế là làm. Trước lúc 7 tuổi thì vẽ bằng tay hay mặt. Nhưng mà sau đó bị một biến cố, tự nhiên có một cái loài gọi là cái phong phù, phong gì đó.
Khi mà nó bị cái là nó sưng cái tay lên to. Một tháng là teo luôn, thành hư cái tay luôn. Và sau đó thì thời gian bị cái này về thì lúc đó mới có 27, 28 tuổi gì. Lúc đó thì thực tế mà nói cũng buồn chán lắm. Tại vì thanh niên mà chưa gia đình, chưa vợ con gì hết, mới ra đời. Bắt đầu cái là mình nghĩ bây giờ nếu buông xuôi thì chắc hư trừ. Thành đã cố gắng luyện tập qua tay trái. Bắt đầu nghĩa là học lại từ chữ viết. Sau một năm thì viết được bằng tay trái. Rồi sau đó thì khi mà viết được rồi thì qua vẽ thì rất là dễ. Công cái tay vẽ rất là dễ. Đi làm thì hơi vất vả, cũng khó khăn lắm, nhưng mà có cái làm như cái niềm vui, cái đam mê và cái niềm vui. Niềm vui tức là đi xa rồi gặp rất nhiều người, những cái bà con người ta đi qua đi lại trên đường phố thì người ta cũng chào hỏi, cái thứ nhất là người ta cũng ý người ta là khen đẹp. Thành ra sống đi vẽ về nó vui lắm. Chứ bây giờ mà nếu mà bằng cái tuổi này rồi mà không làm gì chắc chắn buồn chán lắm. Bố già là một cái họa sĩ của người dân. Cái biệt danh bố già thì nó là đi liền với cái khu phố. Ban đầu là chỉ vẽ như một số cái khu phố nơi mình ở. Và bắt đầu dần dần nó có một cái sự ủng hộ của người dân. Từ đó là cái người bố đã đi vẽ ở những cái góc hẻm, những khu phố. Qua cái thời gian làm việc cùng bố thì bố chia sẻ cho mình rất là nhiều cái kinh nghiệm về nghệ thuật, về cuộc sống. Mình cũng rất là cảm ơn bố. Cho tới bây giờ thì đang còn sống một mình đơn độc. Nhưng mà không sao hết, vẫn yêu đời, vẫn lạc quan như thường. Thì cái nói tóm lại cái nghề vẽ này, nếu mà thực sự đam mê đó rồi thì đó là một cái nguồn tạo cho mình một cái niềm vui, một cái sức khỏe, làm cho cái tâm hồn mình nó trẻ trở lại. Đó gọi là thanh xuân đó, gọi là trẻ mãi không già, nhưng mà già thì sáng thôi, nhưng mà tâm hồn rất là còn trẻ. Thì còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chú Nhật Đông. Mời chú. Mời chú, mình đi vòng ra bằng trước ạ. À. Con chào chú ạ. Dạ, chào chú. Xin chào cô MC. Dạ. Xin chào ban bình luận. Và xin chào tất cả khán giả thân yêu. Dạ, dạ. Thì thật đấy, có một cái bức tóc quà. Dạ, con dung quà. Dạ. Chị ông ganh tị quá nè. Dạ, con cảm ơn chú. Tôi ganh tị với lại Sam quá à, chú ơi. Trời ơi, cái này là con nói thiệt với chú là con phải về con cất ở trong phòng, con treo lên mới được. Tại vì cái này là quý dữ lắm. Chú ơi, ở đây có nghe Bình Lực Nhiên và MC Chính, còn hai người này khách mời không nói đi. Dạ, chú không chỉ là hai người này luôn. Nghệ sĩ Kim Từ Long. Dạ. Bên đây là cô MC Hồng Thanh Vân. Dạ, dạ. Còn hai này thì chưa. Dạ, đây là dạ, Hồ Quang Hiếu. Con là diễn viên vua ca. Dạ, dạ, con chào chú. Dạ, con là ca sĩ, con chào chú. Ca sĩ. Không nói tên luôn. Dạ, Hồ Quang Hiếu đó. Họ ca tên sĩ. Dạ. Thôi bây giờ tụi con mời chú sẽ trình diễn tiết mục của mình ạ. Con chúc chú sẽ có một tiết mục thành công ạ. Dạ vâng ạ. Con mời dạ, chú. Dạ, mời chú. Cái này là cái bức tranh mới vẽ ngày hôm qua. Dạ. Đây là chợ Bến Thành. Dạ. Nhưng mà vẽ chưa đủ. Và chút xíu rồi vẽ tiếp. Dạ. 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 Phát quả sơ ra. Đó, phát quả sơ ra, bắt đầu bây giờ pha màu. Thank you.
Chú đang vẽ một chiếc xích lô ở trước cửa chợ Bến Thành, rất là đẹp và rất là tỉ mỉ. Bây giờ đang vẽ khuôn mặt cho cái anh chạy xích lô. Chú ơi, chú cho con hỏi là một cái bức như thế này là chú bình thường mình hoàn thành trong bao nhiêu lâu ạ? Nó mà vẽ thực tế vẽ thì không tới một ngày. Hay quá. Chú vẽ con đu chính đồng hồ luôn. Cho nó là lạ chứ. Quý vị có thấy không? Chỉ vẽ một chiếc xích lô và hai người thôi để hoàn thành bức tranh này là cả một ngày trời mới xong bức tranh này. Sau những giây phút thôi, chú vẽ bây giờ bức tranh đã sống động hơn. Có xe, có người đi bộ, có người tham quan. Mấy cái này là chú mới vẽ nha. Nếu chúng ta không có bình luận cũng như không có nội dung thì chúng ta nhìn vào bức tranh này chúng ta vẫn biết đây là chợ Bến Thành. Tôi thì không khoái cải lương mà tôi thích ông lắm. Dạ. Quá hay. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Tôi thì thích bên ca nhạc. Dạ. Dạ. Nếu mà bữa nay vui quá, tôi xin hát một bài hát để tặng quý vị. Phải đồng ý không ạ? Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời khi xa anh rồi, ai biết thương yêu ai nên ta yêu nhau thì yêu cho thật nhiều. Em ơi năm cuối là bao, em ơi năm cuối là bao, em ơi năm cuối là bao. Chú cho con hỏi cái này là không biết là thí dụ mà bây giờ chú vẽ, chú bình thường hàng ngày á mình vẽ bằng có một tay như vậy thì nó có khó khăn không, và mình vẽ nó có bị lâu hơn người bình thường không chú? Hồi trước á mới bắt đầu thì nó cũng hơi gặp khó khăn. Nhưng mà bây giờ thì cái khó khăn là cái chẳng hạn như mình leo cao là chút thì không có tay để cầm cái lông sơn hay là cầm cái mặt, thì có cái tay cầm bút thôi. Thành ra nếu mà ấy thì phải có một người đưa cái lông sơn cho mình, hoặc là mình phải có một cái kè để mình bỏ sơn trên đó rồi bắt đầu mình chấm vẽ. Đó, cái đó là khó khăn. Cái khó khăn. Còn ngoài ra thì nhanh hay chậm thì do mình thôi. Nhưng mà con hỏi chú một cái điều nữa là tới tầng tuổi này mà chú ở độc thân, chú có con cái gì để mà phụ giúp chú không? Bây giờ nói tới vấn đề gia đình nè, có thì bây giờ lớn rồi lấy chồng lấy vợ, lấy chồng lấy vợ hết rồi. Nhưng mà vẫn có lo cho chú, có gặp chú bây giờ không có lo là tại vì tụi nó nhiều khi nó nói thôi ba đừng đi làm nữa, về tụi con nuôi con. Nhưng mà chú mới nói thế này, tụi bây làm còn ít tiền hơn tao thôi để chậm. Thôi. Trong cuộc đời này á, chú có thấy rằng là sau bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thăng trầm của chú trải qua thì chú có cảm thấy hài lòng, thỏa mãn và vui vẻ và hạnh phúc khi chú vẫn còn làm được với đôi bàn tay của chú hay không? Cái niềm vui để mà sống tồn tại cho tới cái tuổi này, sức khỏe tuổi này là cái niềm đam mê vấn đề vẽ. Cái vẻ đó tạo cho mình giống như là yêu nghệ thuật, yêu cái gì đó rồi tự nhiên tình yêu nghệ thuật đến mình. Và con hy vọng là chú lúc nào cũng sẽ giữ được sức khỏe như vậy nè, để có thể thực hiện tiếp tục cái niềm đam mê với nghệ thuật của mình. Và chính tình yêu nghệ thuật thì sẽ giúp chú luôn hạnh phúc với cuộc sống của mình nhiều hơn. Và bây giờ thì chương trình của tụi con có một cái món quà nho nhỏ muốn gửi đến chú ạ. Con mời chú quay lại ạ. Thưa chú ạ, tụi con biết là công việc của chú hàng ngày là phải đi ở ngoài đường dãi nắng dầm mưa khá nhiều. Và đôi khi mình vẽ, mình mệt, mình cần có một cái chỗ ngồi nghỉ để có thể nghỉ ngơi. Cái này xếp lại gọn lắm chú, tại vì con cũng có một cái. Đi đâu quay phim con cũng mang theo. Cái ghế này là cái vật dụng rất là quen thuộc với nghệ sĩ. Tại vì nó rất là dễ dàng. Cái này mình xếp lại giống như đồ câu cá vậy đó chú. Xong rồi này mở ra nè. Rồi, cái này là rất là tuyệt vời. Trước tiên là xin cảm ơn chương trình. Chứ cái này tôi đi làm mà có cái này thì tuyệt vời. Dạ. Bây giờ chú nằm thử ra chú.
Đó. Giờ phải nằm giữa lên. Quá tuyệt vời. Chân gái lên đây. Đó. Hy vọng là những cái phút nghỉ ngơi của chú sau những cái giờ vẽ mệt mỏi thì nó cũng sẽ giúp cho chú cảm thấy khỏe hơn một chút. Dạ. Nếu mà mình mệt mỏi thì trong cái mãi mãi thân xuân không có tên chú. Dạ. Tụi con chúc chú lúc nào cũng sẽ giữ được cái tinh thần như hiện tại bây giờ, đó là mãi mãi thân xuân. Thưa quý vị khán giả, bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Thì chắc là đây là một cặp vợ chồng. Dạ. Ở trong đoạn clip rồi thì được dựng theo kiểu funny, vui nhộn, cho nên là không có bộc lộ là cô chú sẽ có tài năng gì. Theo anh á, anh nhìn xa hơn một chút á, là có thể là chú này là một đầu bếp. Tại giỏi. Sao anh? À, lặt rau. Lặt rau. Hiếu. Dạ. Em thấy sao? Em thấy chắc cô chú chắc cũng đầu bếp quá. Tại vì có gợi ý lặt rau muống á. Cô chú không phải đầu bếp em đâu. Nghĩ thì không phải đầu bếp đâu, phải là một cái gì đó thôi. Mình vậy có thể thì... cho chúng ta lên dạ, chương trình luôn. Dạ. Chú Nguyễn Khải Hoàng 63 tuổi, cô Nguyễn Thị Kiều 61 tuổi. A. Nghệ thuật tranh cá. B. Nghệ nhân trà đạo. C. Nghệ nhân tranh gạo. D. Nhảy van. Và E là đáp án khác. Đáp án khác là đáp án đầu bếp. Em nghĩ là cô chú có phải là nghệ nhân tranh gạo không? Em cũng biết cái cách nhảy van hả? Nhảy van hả? Nhảy van có vẻ rất là hợp lý đó Hiếu. Tại vì hai cô chú nhìn thấy rất là trẻ chung, mà thường nhảy nhiều trẻ lắm. Nghệ nhân trà đạo anh mới nghe đó. Trà đạo có nghĩa là phải họp nhiều người lại đúng không? Ngồi thử trà hoặc là Phát người ta trà. Sẽ đàm đạo với trà. Nhau. Dạ. Dạ. Nói chung là chắc chắn, em nghĩ chắc chắn là nhảy. Tại vì thường thường hai vợ chồng đưa lên á, thường thường có sự liên kết với nhau. Bữa nãy em thấy mở cái nhạc đằng đầu phân nì cũng hai người nữa, nên là em nghĩ là cái nhảy. Nếu như mà là nghệ nhân trà đạo hoặc là các nghệ nhân khác thì cái bối cảnh quay có lẽ là nhìn nó cũng sẽ nghệ thuật hơn. Đúng rồi. Còn trong cái khung cảnh đó thì mình không thấy có một cái nào nó cho mình cái dấu hiệu đó hết á. Nó có vẻ quá gia đình đó, nên em nghĩ rằng là chỉ có nhảy van là em thấy hợp lý nhất thôi. Bên Ốc Thanh Vân và Buka đã chọn là nhảy van rồi. Dạ. Nhảy van. Hiếu nhảy van luôn. Anh có thể đi một đường khác. Đầu bếp của anh đó. Anh nghĩ rằng thôi nhảy van đi. Anh Long luôn đưa ra những lập luận rất là chắc chắn và riêng biệt, nhưng cuối cùng vẫn đi theo số đông. Vậy thì để xem phán đoán của các vị bình luận viên ở đây có đúng hay không, chúng ta sẽ cùng xem đoạn video clip sau. Từ lúc mà cưới nhau thì lính nhau như Sam vậy. Tôi là lúc nào làm tài xế. Từ cái lúc mà cái xe đạp cho đến cái lúc xe hai bánh, rồi cho đến tận bây giờ thì lúc nào tôi cũng làm tài xế cho cô ấy. Thành ra tôi cũng cứ thì cũng vui vẻ thôi. Nhàn lương cao. Trong cuộc sống đến tuổi này rồi thì vợ chồng chúng tôi cũng đã được ổn định rồi. Rảnh á, có điều kiện thì chúng tôi cũng đã được đi du lịch. Rồi thì lúc ở nhà thì có cái đàn, hai vợ chồng thỉnh thoảng lại tập hát với nhau để chia sẻ những cái ca từ. Thì nhìn chung là cũng cái cuộc sống rất là êm ả và rất là vui, thật là đong đầy.
Nói mà về mà ca hát á, ông mê lắm. Mà bạn bè mà rủ đi là ông đi luôn. Lúc bây giờ là quên tôi luôn. Bà ấy là hát tốt lắm, nhưng mà bà ấy ngại, bà hay ngại lắm. Thành ra nhiều khi cầm đàn hai vợ chồng ngồi với nhau mà mỗi mình tôi hát. Và vừa rồi đó thì cũng đã thấy dạn dạn rồi, bắt đầu cũng đã thích hát được rồi. Thì cũng tôi cũng rất mừng. Đúng không? Thì mừng cái gì? Rất mừng là có vợ hát rồi cái gì nữa. Mấy chục năm có hát đâu. Cái âm nhạc nó là một cái động lực rất lớn để dành cho cái tâm trí, các cái hệ thống nó được hoạt động ở trong con người mình. Thì mình thấy tự nhiên con người mình nó trẻ trung lại. Hai nữa là âm nhạc thì nó là một cái động lực cũng như là cái kết nối của hai tâm hồn và hai con người chúng tôi với nhau. Cuộc sống đến bây giờ thì cái trải nghiệm qua là nó thấy đã trọn vẹn rồi. Cái ước mong của chúng tôi là sống khỏe, có sức khỏe để nắm tay nhau, dìu nhau đến hết đời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chú Hoàng và cô Kiều ạ. Cô chú trình diễn tiết mục của mình luôn nha cô chú. Dạ vâng. Đẹp quá. Đẹp đôi quá. Cô hát mà cô cứ nhìn qua chú và đợi chú dìu dắt rồi mình cứ đi. Con hay mắc cỡ, không có hát bao giờ. Lên như vậy thích lắm nhưng mà mình hơi ngại, mình hơi nhát. Dạ. Yeah. Con thấy là chú giống như là ngọn núi vững chãi vậy, mỗi lần cô nhìn qua là cô lung lay, là chú đưa ánh mắt xong là cô lại đi tiếp. Kiểu tự tin lên em, có anh đây này. Chúc mừng cô chú với tiết mục vừa rồi ạ. Dạ, cô chú cũng hay hát với nhau nhưng mà riêng bài hát này thì mình tập có lâu không ạ? Dạ cũng mới được mấy bữa thôi. Dạ. Tại vì cái ca từ này chúng tôi thích quá, thành ra cũng mới tập đây thôi. Và xin cảm ơn ban tổ chức. Thì bữa nãy con có coi chú hát thì thấy chú hát bè rất là hay. Tại vì bè thì rất là khó. Con như con là ca sĩ đây, con hát bè cũng không được nữa. Tại vì nhiều khi phô rất là nhiều. Nhìn thấy được hai vợ chồng anh, em rất là ngưỡng mộ. Cảm phục và ngưỡng mộ.
vì đã hơn 60 rồi mà hai anh chị vẫn lãng mạn tình tứ lắm. Và cái quan trọng hơn nữa, chị không là chuyên nghiệp nhưng mà chị ca, em thấy cái hồn của chị nó đặt vào trong cái bài ca. Và em muốn hỏi một điều nữa là anh chị có mấy đứa con rồi? Dạ xin phép là chúng tôi được 4 cháu. À, dạ. Bao nhiêu trai bao nhiêu gái ạ? Dạ 2 trai 2 gái. Ồ, quá. Wow. Hình như là con của cô chú cũng có đến đây ủng hộ cô chú đúng không ạ? Dạ vâng ạ. À, dạ, em không biết là đâu ạ? Có cháu Tuyết Mai cũng à, đây là ca sĩ Tuyết Mai. Ca sĩ luôn hả? Dạ vâng. Dạ, chị Tuyết Mai hay mời chị lên sân khấu nha. Tuyết Mai có cái gen của ba rồi. Tại vì ba có giọng hát, ba có giọng hát rất là ấm áp. Dạ. Và ca bè rất chuẩn luôn. Chị Tuyết Mai là con thứ mấy trong gia đình? Dạ em là con út trong nhà. Mẹ em thì chưa bao giờ hát. Thật sự là cách đây khoảng 2 tuần thì em có thấy ông bà tập hát, nên là em có quay lại một cái đoạn clip và post lên Facebook của em. Và sau đó thì các bạn biên tập lại gọi cho em hỏi có thể đưa ông bà vào tham gia chương trình này không. Thì em mới nghĩ là đây thực sự là một cái cơ hội để mà bố mẹ có được trải nghiệm ở trên sân khấu lớn thì rất là hay, và để có cái khoảnh khắc rất là hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Dạ vâng ạ. Cô chú cho con hỏi cái này là không biết là cô chú mình lấy nhau tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi ạ cô? Chúng tôi kỷ niệm cái ngày mà có nhau á thì là ngày 19 tháng 11 1975. Vâng. Thì như thế còn một số tháng nữa thì chúng tôi được 44 năm rồi. Dạ vâng. Dạ chú, dạ cô chú cho con hỏi là thực sự con nhìn cô chú con cảm thấy ngưỡng mộ lắm. Kiểu mà cô chú tới tuổi này mà vẫn còn thanh xuân đúng như chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân luôn á. Và con muốn hỏi là cô chú có cái bí quyết nào để mình có thể có một cái gia đình hạnh phúc đến như vậy ạ? Chỉ cần hai người cùng nhìn về một hướng, nghĩa là cùng hiểu nhau. Có 3 chữ thôi, cùng hiểu nhau. Đó là cái bí quyết cơ bản để giữ hạnh phúc vào bất kỳ lúc nào. Có nghĩa là từ trước tới giờ là cô chú lúc nào cũng cùng hiểu nhau. Có bao giờ mình chệch choạc cái suy nghĩ một chút xíu không? Không, cái gây lộn thì không bao giờ. Có nghĩa là tranh cãi về một cái vấn chỉ đề như này đó. Này, tranh biện với nhau dạ, thì dạ. nên có. Thảo luận với nhau thì nên có dạ. Thế chứ lúc nào cũng cùng một hướng hết. Yeah. Cô cho con hỏi cái này, cái là nãy con thấy trong đoạn clip á, chú chỉnh tóc cho cô rồi làm mọi hành động cho cô rất là tình tứ. Vậy thì ở cái tuổi này thì chú có còn nói với cô những cái lời mà kiểu tình, giống như là kiểu em ơi, hôm nay tự nhiên cảm thấy lại yêu em hơn hôm qua. Em nói câu đó không có lãng mạn gì trơn, coi nè. Đó đó, kìa. Em em có còn nhớ là kỷ niệm của chúng mình không? Em, hôm nay anh nhìn đôi mắt của em thật là trìu mến. Anh muốn tối nay thôi không nói đâu. Cô có còn những cái câu nói mà tình tứ vậy không cô? Tình tứ cỡ em vậy nè. Bây giờ có tuổi rồi, nhiều khi còn con còn cái cháu rồi này nọ. À vậy là anh không bao giờ nói đúng không anh? Mà anh chỉ làm thôi đúng không anh? Xin phép cả nhà như này này, tôi để ý vô cùng. Thí dụ vợ tôi nấu ăn, dạ, lúc nào tôi cũng phải khen. À, tại vì nấu ăn thật ngon, ngon thật. Vâng. Cả nhà cùng phải chấp nhận là ngon thật. Dạ. Và lúc nào tôi cũng khen, như thế dạ. là động viên rồi, là dạ. yêu lắm rồi. Chứ giờ có tuổi như này mà nói thế kia thì ngại. Dạ. Thì mình mượn lời bài hát, hát cũng là cách mình nói vâng. yêu hả? Vâng. Với con bây giờ con nhìn cô chú, con nghĩ là thật sự cái vật chất nó không có quan trọng và nó không có làm nền tảng gì cho cái mối quan hệ lâu dài sau này hết. Và vợ chồng sống với nhau được bao lâu thì nó nằm ở trong cái tâm của mỗi người. Quan trọng là mình phải như chú nói là phải hiểu nhau. Thứ hai nữa là con nghĩ là mình phải biết nhường nhịn cho nhau. Như vậy thì mới giữ được cái hạnh phúc gia đình. Mà cùng nhìn về một hướng. Cô không nhìn dạ. về một hướng. Dạ. Tức là có cái nhẫn ở trong. Dạ. dạ. Khi cưới nhau thì để ý cái nhẫn đấy. Dạ, cái nhẫn trên tay và dạ, cái nhẫn vâng, bên trong. Nhẫn dạ. nhẫn nhịn đấy. Nhẫn nhịn. Dạ. Nhẫn dạ. nhịn đấy. Con cảm ơn cô chú ngày hôm nay đã mang một bức tranh tình yêu rất là đẹp đến với chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân, cũng như là cái tinh thần tươi trẻ mà cô chú mang tới. Và bây giờ thì chương trình của tụi con có một cái món quà nho nhỏ dành tặng cho cô chú ạ. Dạ, con mời cô chú quay lại ạ. Dạ vâng ạ. Đây là
món quà mà chương trình gửi tặng đến cô chú. Cô chú nhìn ở trên này á, có chữ là mãi mãi thanh xuân kính tặng. Và ở dưới đây là có tên của cô và chú ạ. Tụi con hy vọng là với cây đàn này sẽ là một người bạn đồng hành cùng với cô chú mỗi ngày, có thể hát với nhau những cái bài hát nè, tình tứ, và kể cho con nhau nghe những cái câu chuyện trong cuộc sống. Vâng, tôi có lời thay mặt gia đình rất cảm ơn. Dạ. Vâng, đại gia đình, những người phải nói rằng lập cái chương trình này quá hay. Dạ. Chúng tôi hay theo dõi. Dạ. Và tự động cái động lực là tự làm cho chúng tôi trẻ lại mãi. Dạ. Và tôi cũng mời nhiều người bạn cũng trẻ lại như thế này. Dạ. Làm thế nào đuổi kịp các bạn thì thôi. Dạ. Và con hy vọng là cô và chú sẽ lan tỏa được cái tinh thần mãi mãi thanh xuân đến với nhiều cô chú hơn nữa ạ. Dạ, vâng, dạ, vâng. Dạ. Kính chúc cho cô chú luôn luôn hạnh phúc bên nhau như thế này, và tình yêu của cô chú sẽ mãi mãi thanh xuân. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh thứ ba của ngày hôm nay. Mình có tìm ra cái chi tiết nào đáng ngờ trong cái đoạn video clip ngắn vừa rồi hay không? Có một chi tiết là cô tự nếm xong cô tự khen ngon quá. Long nhìn thấy ở trong video clip này á, một cái điều lạ đó là cái gì biết không? Cái gì ạ? Đó là cô ấy nấu không có thịt thà cá gì cả. Đồ chay mà. Đồ chay. Dạ. Yeah. Cô này đang làm một cái công việc nấu đồ chay từ thiện, hoặc là có một mở một nhà hàng chay, là một đầu bếp chay nấu rất ngon. Em thì em nghĩ á, là cô này có một cái tài là ăn chay trường. Ăn chay trường đâu phải cái tài. Người ta ăn chay trường được là giỏi lắm á anh. Tại có nhiều người đâu thể nào ai cũng ăn được đâu. Phải tập luyện nữa. Phải tập mới luyện, quen phải là cái, mới quen cái, được. Cái gì? Mình ăn là mình phải có sự quyết tâm ở trong đó mình mới có thể ăn được. Thôi, thôi bây giờ mình cho 5 cái gợi ý đi em. Mời 5 gợi ý của chương trình. Cô Nguyễn Thị Hoài, 76 tuổi, huấn luyện viên bóng bàn, wow, huấn luyện viên thể dục dưỡng sinh, đó cái này, huấn luyện viên yoga, D nghệ nhân làm móng, và E nấu đồ chay siêu ngon. Thấy anh nói đúng không? Anh nói đúng là trong có cái đáp án E không? Nấu đồ chay siêu ngon không? Em nghĩ là cái thể dục dưỡng sinh là đúng hơn. Tại vì nhìn mặt cô này cũng rất là quen. Hay up lên mạng tập cho mấy cô chú buổi sáng. Theo em thì là cái gì? Em nghĩ là cô này sẽ làm móng. Chính xác, Buka. Em nghĩ là huấn luyện viên thể dục dưỡng sinh. Chính xác. Cái gì vậy? Bóng bàn. Chính xác luôn. Hiếu. Em nghĩ là dưỡng sinh chắc chắn. Huấn luyện viên thể dục dưỡng sinh. Rồi, bây giờ chốt đi. Puka. Dạ. Em chốt đi. Em đang chờ chị Ốc. Tại vì em thì em nghĩ là huấn luyện viên thể dục dưỡng sinh. Còn Ốc. Chị Ốc thì không biết là. Chị cũng đang nghiêng về đáp án B. Cuối cùng là B. B, B, B. Huấn luyện viên thể dục dưỡng sinh. Theo tôi, cuối cùng đây là B, đây là B, đây là B. Nhưng đối với tôi anh chọn là D. E. C. Huấn luyện yoga. Đáp án của vị bình luận viên nào là chính xác? Mình sẽ cùng gặp gỡ với cô qua đoạn video clip sau. Tôi tên là Nguyễn Thị Hoài. Tôi đang giảng dạy yoga tại ở Tinh Võ. Tôi là chủ tịch yoga ở hội dưỡng sinh thành phố. Đầu cao lên, đầu gối cao lên. Tôi theo bộ môn yoga này là 30 mấy năm. Lúc đó tôi mới 40 mấy tuổi. Lúc chưa tập yoga, thời tôi bệnh rất là nhiều. Bệnh xương khớp và thần kinh tọa và cột sống. Nằm ở trên giường niệm mà cũng đau nhức.
Có thể là tôi đi xe lăn đó, đi chân đi không nổi. Nhưng mà tôi chọn bộ môn yoga này rồi dần dần tôi tập luyện, thử thấy nó kết quả nó khả quan. Có lúc tôi tập nhiều cái thế đó, ở ngoài đường người ta nhìn thấy tôi tập, người ta nghĩ tôi có thể là bị thần kinh rồi. Nhưng mà tôi không có nói, tôi không có buồn, tôi không có giận, tôi vẫn cười, tôi vẫn tập. Tôi có cái tinh thần á, giữ vững là tôi cố tập yoga, tôi kiên trì tôi tập. Thời nó kết quả là tôi không còn đau bệnh, tự nhiên cái bệnh đau nhất nó đã biến đâu mất không hay. Cái sau này tôi có vận động rất là nhiều, tôi có đi từ nhà tôi gõ cửa để cho chị em đến tập. Theo tôi tập, bây giờ thấy kết quả rất là tốt, hưng sắc lên và phấn khởi lên. Sau đó cái bộ môn yoga này là tôi có cái chấm thi và phát bằng, rồi đi Singapore qua bển chấm thi, rồi hội dưỡng sinh đó mời tôi đến dạy cho các chị em, các bạn. Tôi nhờ dạy yoga này mà tôi có các chị em cũng đồng cảnh ngộ như tôi mà vui vẻ, rồi quý mến nhau như là một gia đình. À, trong lớp đó, cô rất là tận tụy. Sáng sớm thức dậy sớm quá đó, nhiều khi tôi rất là làm biếng thức dậy. Tôi suy nghĩ là cô mình đã tuổi cao gì rồi mà còn vô dạy được, mà tại sao mình thức không được. Nhờ động lực đó mà tôi cố gắng, tôi dậy sớm mà tôi tập. Mỗi khi mà học viên mà có chóng mặt hay có gì á thì cô rất là lo, và cô sẽ làm những động tác cho nó bớt giảm lại cái mệt mỏi của mình. Cho nên cô hoài rất được học trò yêu mến. Có lần tôi thấy tôi lớn tuổi rồi, có khi tôi cũng nghĩ muốn nghỉ hưu. Nhưng mà nhìn lại thời nhiều chị em không có nhìn được cái thế. Thời mình nhìn được cái thế là cái thế nó sai và cái thế đúng. Thành thử ra tôi cũng kiên trì, tôi vô tôi giảng dạy thêm. Tôi nói chừng nào chắc tôi hết hơi rồi tôi mới là nghĩ, chứ bây giờ mà nghĩ thời chị em bỏ dở thì cũng rất là tiếc cho chị em không tập được tốt. Tôi tập yoga này tôi thấy tôi yêu đời. Cái tuổi tôi nó già rồi, nhưng mà tôi thấy cái tâm hồn tôi nó trẻ quá đi. Tôi không nghĩ tôi già, nhờ cái đó mà tôi rất quý cái yoga. Chắp tay thêm bên phải. Con xin mời cô Hoài bước ra sân khấu ạ. Con chào cô ạ. Dạ, chào cô. Dạ, con mời cô thể hiện cái tiết mục của mình luôn. Dạ. Dạ. Chúc cô biểu diễn thành công ạ.
quá cô ơi. Có ba anh chị là đoán sai cái tài năng của cô bây giờ. Mình mời ba anh chị đó lên, mình sẽ chịu một cái thử thách cô dạy cho mấy anh chị đó làm cái động tác nào khó khó được không cô? Năm ngoái tại chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân cũng có một cô Nga đem đến một bài yoga rất là đẹp. Và cô Nga thì tuổi thì trẻ hơn cô, nhưng mà thật sự là với cô Hoài là con rất là cảm phục. Mấy động tác quá tại khó, vì nhất là nó quá khó và nó đòi hỏi cái thể lực và sự dẻo dai rất là nhiều so với tuổi của cô. Nhưng mà khi mà biết được là cô đã tập tới 30 mấy năm rồi thì con không còn ngạc nhiên nữa. Và cho tới bây giờ cô vẫn tập mỗi ngày mà lại còn dạy cho rất là nhiều học trò của mình nữa. Cô đã làm được một điều theo con là rất là tuyệt vời. Vâng, và một cái điều mà tuyệt vời hơn nữa là bây giờ cô trừng trị băng này giùm con. Anh đi xuống đây, anh cũng nên tập. Mời Kim Tử Long luôn. Dạ cô Lan. Bây giờ cái tay của mình đưa thẳng lên, mình ép cái tay mình vô, mình ép vô, đó ép vô. Cái tay này là phải thẳng vuông vô. Cái tay này phải thẳng vô. Tay này thẳng kìa. Rồi cái tay này lên đây nắm chặt được. Dạ. Đó. Cái tay này nắm cái tay này nè ông ơi. Mò cái gì? Ông mò cái gì á? Nè, Buka. Dạ. Anh làm được nè. Đó đúng rồi, anh nắm được, giỏi. Hay quá. Sở dĩ tại sao mà anh làm được? Tại tay anh dài so với Thinh. Tại vì anh là Mãi Mãi Thanh Xuân. Ủa? Anh Long, anh nói vậy tính ra anh Hiếu không có thanh xuân luôn hả? Từ nãy giờ anh thấy nó không có làm gì hết. Đó, chụp kìa. Nhưng mà bé hồi rồi tay sao giờ. Cô ơi, còn có một cái động tác này con học để cho tâm mình nó thanh tịnh. Nó thanh tịnh. Mà cái tập này con cũng đã tập rất là nhiều mà con thấy rất là khó, mà khi mà con làm cái động tác này bảo đảm Hiếu nó sẽ làm được. Cái nào anh? Đây cho em xem. Mắt nhìn thẳng vào, hai tay chạm đầu gối. Cô đã rất là tập trung vô anh đó. Rồi hết mình đi rồi ngủ anh. Đi mình đi ngủ đi, chờ hết rồi anh ngồi gì hoài hả? Em ngồi như vậy từ sáng 6 giờ cho tới 12 giờ trưa không nhúc nhích gì cả. Có ai rinh anh thôi về ba cái kiểu ai rinh anh vô. Ai rinh anh vô. Không hiểu đang gì luôn á, không hiểu luôn á anh ơi. Thôi bây giờ cứ để cho anh ảnh thiền đi, trong lúc đó mình hỏi trong lúc cô. Đó mình hỏi thăm cô nè cô ơi, cô là cô đang sống với ai ạ? À, cô thì cô sống với mấy đứa cháu với mấy đứa con. Việc giảng dạy chiếm nhiều thời gian của cô không cô? Giảng dạy thì mình phải dạy cho nó đúng á, thời dạy tới 2 tiếng lận. Mà đều đặn mỗi ngày không cô? Đều đặn mỗi ngày. Cô ơi cho con hỏi là cuộc sống của cô ngoài yoga ra để làm cho cô có tinh thần lạc quan hơn, khỏe hơn trong cơ thể của mình, thì cái quan niệm sống và cái cách sống của cô như thế nào mà để cho mình giữ mãi cái tuổi thanh xuân đến bây giờ? Cái tuổi thanh xuân của mình á là nhờ cái yoga đó. Mình không có lo nghĩ lo xa gì hết. Dạ. Mình vui vẻ, ngày nào cũng vui vẻ. Mình có cái sức khỏe, mình tập rồi mình thoải mái tinh thần, mình về mình ngủ ngon, mình ăn ngon. Dạ. Đó. Mà mình ăn á, mình ăn kêu bằng thanh đạm lắm. Dạ. Không phải ăn theo cái kiểu mà phải có thịt, có gà, có cá đồ nó không cần sơn hào hải vị. Không cần sơn hào hảo gì hết. Bây giờ cô nói con mới tin. Con mới tin rằng cái yoga nữa là làm cho sức khỏe người ta khỏe lên. Dạ. Và người ta yêu đời hơn. Dạ đúng rồi. Vì nghĩa là con thấy rồi, kế bên con ốc Thanh Vân, từ ngày mà yoga thanh xuân lên, nghĩa là năng động hơn, yêu đời hơn, và nhất là sức khỏe dồi dào. Mới đi một tuần lễ ở đảo Pandut Maldives. Trời ơi cô đừng để ý anh quậy nhất lớp mình luôn á cô. Anh trời Hiếu con thì con cũng có tập yoga thử mấy lần. Hả có không? Đi vô đi ra đúng không Hiếu? Không, tại vì mấy lần đi nghỉ dưỡng thì con ở trong resort nó có cái yoga thì con có vô tập. Nhưng mà anh có thành công không? Có tập được thấy không? Rất thành công. Tập cái động tác khó như cô thì không có được. Nhưng mà quan trọng nhất là cái tâm của mình á. Mình ngồi mình có thể lắng nghe được tiếng nước hoặc là chim hót. Anh ngồi thiền thôi đúng không? Quan trọng là người ta cho mình thư giãn đúng không cô? Yoga là thư giãn con. Cái tập là... xong rồi phải thư giãn. Mà mình phải thư giãn, mình hít thở. Dạ, mình theo cái hơi thở của mình. Là cái đó là cái quan trọng. Dạ. Hôm nay chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân rất là vui khi được gặp gỡ cô. Và con nghĩ rằng với cái lời tuổi mà 70 mấy của cô đó, càng lúc cô càng trẻ hơn nhờ vào yoga. Dạ. Và chương trình của tụi con cũng có một cái món quà nho nhỏ dành tặng cho cô ạ.
Dạ, con mời cô quay lại ạ. Dạ thưa cô, như tụi con có tìm hiểu là cô có một cái nguyện vọng là muốn có một cái robot mà để mình có thể vệ sinh nhà cửa, để có thể giúp đỡ cho cô trong cái việc dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày đúng không ạ? Thì chương trình của tụi con có dành tặng cho cô một cái máy hút bụi. Hy vọng là với chiếc máy này thì công việc nội trợ trong nhà của mình sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, và để giúp cho sức khỏe của cô là lúc nào cũng sẽ mãi mãi thanh xuân. Cô cũng chúc khán giả ở đây nè hãy thêm được cái mãi mãi thanh xuân này để mà tập yoga nhiều, mãi mãi thanh xuân. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh tài năng cuối cùng của ngày hôm nay. Xin mời. Cái gì? Em nghĩ cái này là cái mền á. Đúng rồi, em nghĩ cái mền á. Hay là đây là những cái đạo cụ trong phim ảnh ta. Hoặc là có thể là đồ tuồng á. Phục trang cải lương. Kiểu đạo cụ á. Không, nếu mà nói về phục trang cải lương là tôi quen hết rồi. Là không phải hả anh? Tôi biết hết rồi, những cái người nào mà mai về phục trang cải lương. Còn anh này là tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng mà mọi người có để ý chiếc nhẫn anh đeo không? Chú làm nghề gì mà chú đeo một chiếc nhẫn rất là to? Ngày mai. Không phải mai mà đeo chiếc nhẫn vậy vướng lắm. Không có vướng. Vướng không khó khăn lắm anh. Vậy thì mình cùng đến với năm gợi ý của chương trình luôn ạ. Chú Trương Văn Thanh, 62 tuổi. A. Hát giả thanh. B. Độc tấu hai loại nhạc cụ. C. Thổi sáo trúc bằng mũi. D. Độc tấu bốn loại nhạc cụ. Và E. Chơi đàn bằng răng. Trời ơi, sao có dính dáng gì tới mai trơn vậy? Giỡn hoài. Anh Hồ Quang Hiếu, anh thấy sao? Tại mấy cái này về âm nhạc cũng là sở trường của anh âm đó. Âm nhạc nhưng mà lại lên mây sao đâu thấy được cái gì đâu mà đoán. Hơi nghĩ là chắc là đọc tấu nhạc cụ hát bốn loại. Tức là đã, nếu mà đã mà có khả năng mà đọc tấu như vậy thì sẽ không từ hai mà nhiều hơn luôn. Phải là thì chương trình mới mời. Một là độc tấu bốn loại nhạc cụ, hai là thổi sáo trúc bằng mũi. Dạ. Yeah. Chốt lại đáp án cuối cùng là gì? Em thì em thấy trên nguyên cái bảng mà hình led đó thì em không biết cái nào đúng. Nhưng mà đợi xíu với mọi người, mọi người cứ làm việc mọi người đi. Chị đi kiếm đạo cụ đúng không? Đi kiếm đạo cụ. Chị lại đây, em chị nè. Thật ra nha, chị nhìn đi, chị nhìn kỹ đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ở trên đó có 6 ô đúng không? Và 5 ô ở trên, đúng hay không em không biết, nhưng ô ở dưới chắc chắn là đúng đó. Chị Ốc, ý kiến của mình là gì? Mình coi như trong đạo buka không tồn tại cũng được chị à? Chắc có lẽ là D. Bốn loại nhạc. Chốt đi. Tại vì ở đây không hề có đáp án khác. Thì tức là chú phải là một người rất là quái kiệt. Vậy thì chọn cái nào, cho nó quái nhất? Quái nhất. Quái nhất là chơi đàn bằng răng rồi. Là quái nhất. Độc tấu cùng lúc bốn loại nhạc cụ rất khó. Khó lắm. Em nghĩ chú chơi đàn bằng răng á. E là đáp án cho nó lạ. Buka. Dạ. D là đáp án của Hồ Quang Hiếu. Chị Ốc thì cũng cùng đáp án với dạ. Anh Hồ Quang Hiếu. Đó là D. Là D. Anh Kim Tử Long. Đáp án C. Thổi sáo bằng mũi. Ở đây chúng ta có 3 sự lựa chọn. Và để xem sự lựa chọn của vị bình luận viên nào là chính xác, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chú ngay sau đây. Hai loại à? Hai loại thôi. Không ai đúng. Ba loại kìa. Bốn loại luôn kìa. Bốn loại. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chú Văn Thanh.
một của chú ấn tượng quá à. Mà ấn tượng nhất là đến cái khúc mà đàn chén á. Đàn chén dạ. Sao nó phát ra âm thanh mà nó ra đúng từng nốt như vậy? Chú có thể giải thích một chút về nguyên lý của nó được không ạ? Dạ thì coi như là mình đi lựa từng cái chén mình gõ thì nó đúng, nó chuẩn cái nốt thì mình lấy. Và nói về cái chén này thì một cái hành trình rất là vất vả. Ví dụ mình đi lại cái chợ đó, mình lại tiệm chén thì trước tiên mình phải nói là chị ơi, chị có yêu âm nhạc không? Vậy là bây giờ ngoài cái bán á là chị cũng phải ủng hộ em ha. Tại vì em mua cái chén này để em làm nhạc cụ để phục vụ cho âm nhạc. Được, chú cứ thích chú cứ lựa đi. Và tất cả tôi mua cái chén này nói thật với ban bình luận là đi gần một năm trời mua 4 cái cần xé chén lựa ra có nhiêu thôi. Trời ơi, thôi phải đi lên một sở thị nó mới được chú ơi. Tức hay là chú quá. Sắp xếp nó như là sắp xếp nốt luôn đó đúng không chú? Dạ dạ. Cho tôi thử. Anh ơi, bể chén ta. Cũng hay vậy chứ. Ôi, sợ bể chén người ta quá à. Người ta tìm năm mới được nhiêu đây đó nha. Được rồi anh, được rồi. Em ổn rồi, em ổn rồi. Được rồi, giam anh vô. Kính thưa quý vị, đó là bài Cháo lên ba. Kính thưa quý vị, đây là một cái loại nhạc cụ mà tôi nghĩ rằng sự sáng tạo đã đem lại một cái dòng nhạc cụ rất là lạ. Và thế giới cũng có một số người cũng đã tạo nên một cái dòng nhạc cụ trên ly hoặc là trên những cái chai. Và hôm nay anh đã tạo nên trên những cái chén và cái tô. Và nó rất là hợp với âm sắc nhạc Á Đông á. Yeah. Hợp hơn là bài hồi nãy chú biểu diễn nữa. Ừ. Yeah. Nhưng mà em muốn hỏi anh một điều nè, tại sao trên video clip á, yeah, anh mai giá nó quá tuyệt vời vậy? Anh có biết mai giá không vậy? Dạ biết. Biết luôn. Vậy chú ơi, vậy cái công việc chính của chú là chú làm cái nghề gì ạ? Có nghĩa là nếu mà có người ta đặt hàng mai thì chú mai. Còn nếu không có mai thì chú ở nhà thì chú nhận dạy học trò. Dạ. Rồi ví dụ có như mà cái những cái tỉnh này đến kia mà sân có khấu nào cần mình á thì dạ, mình đến. Dạ, đến biểu diễn. Anh ơi anh, cho dạ, em hỏi một câu nữa thôi. Dạ lâu. Dạ anh nói là anh về mai đúng không? Là anh mai về quần áo hay là anh mai về mấy cái đồ giường nữa đó? Không, hồi đó ngày xưa là mai quần áo á, quần áo nam. À. Sơ mi quần rồi tay. Sau này anh mới mai qua cái đồ giường. Dạ. À, hiện tại bây giờ anh có thể mai đồ mặc được không? Được chứ. Như cái bộ đồ vừa rồi anh đang mặc là anh mai là hay là anh mua? Không, cái này là mua. À. Tại thời gian thôi, không mai. Em hỏi như đó thôi tại vì cái áo quá đẹp. Dạ, em tưởng anh mai, em nhờ anh mai giùm em. Tức là chú là một người rất là đa năng, rất là sáng tạo và chú linh hoạt vô cùng luôn. Chú đã sáng tạo ra cái bộ đàn chén này của mình từ bao giờ ạ? 2 năm nay. Sau cái bộ đàn chén này thì chú có định mình sáng tạo ra một cái bộ đàn bằng chất liệu khác lạ có không chú? Bây giờ chú đang sưu tầm là mấy cái lon mà sữa mà... Lon nhôm á hả chú? Không có lon mà sữa mà uống mà bổ xương á. Đó, nó cũng có nốt, mình có cái tùm vậy mình nghe thì nó nốt gì thì mình để. Mà sưu tầm là một năm nay là chỉ mới có được 7 nốt thôi. Trời ơi, vậy cũng vất vả lắm, đâu phải dễ mà để kiếm được đâu. Chú có học qua cái trường lớp kiểu chuyên ngành về âm nhạc hay không để mình có thể biết được từng cái nốt như vậy hả? Là 10 tuổi là ba má mua cái đàn mandolin. Đây dạ, là cái đàn này. Dạ, 10 tuổi. Kính thưa quý vị, đây là cái đàn mandolin. Dạ. Rồi học sau thấy ôm nhỏ quá, nó ba mua con thấy cái đàn ta đàn bự bự nè. Đó là cái đàn guitar. Dạ, mới mua cây guitar. Rồi cái thấy ông thầy ông đàn, cái mới lên đang nỉ thầy ơi, thầy dạy con đi. Rồi cái bắt đầu thầy mới nhận dạy. Nhận dạy thì từ đó là rồi đi đoàn nhân công, hết đoàn nhân công cái đi tới đoàn cải lương. Rồi đi luôn hội vợ lâu tô gì miễn cái nào mà có liên hệ tới âm nhạc là có chú. À. Dạ. Thì giờ nói chung bây giờ tuổi tác bỏ qua, bệnh tật bỏ qua, thời gian bỏ qua, thanh xuân là phải là mãi 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 thanh xuân. Và con nghĩ là chính tình yêu đối với âm nhạc đã giúp cho chú lúc nào cũng trẻ trung, lúc nào cũng giữ được cái tinh thần thoải mái và lạc quan như thế này. Dạ. Và đến đây thì chương trình của tụi con cũng có một cái món quà nho nhỏ muốn gửi đến chú ạ. Con xin mời chú qua bên này. Dạ, cảm ơn. Dạ, con mời chú quay lại ạ. Chú ơi, wow, tụi con biết là chú
có một cái sở thích khác nữa, đó chính là livestream mỗi khi mà mình hát, để có thể gửi cái giọng hát cũng như là những tiếng đàn của mình đến các bạn khán giả ở gần xa. Thì chương trình của tụi con có tặng cho chú một bộ dụng cụ để hỗ trợ cái quá trình livestream của mình được đẹp hơn hơn nè, được sáng hơn nè, được những cái hình ảnh nó trong trẻo hơn. Và Hồ Quang Hiếu cũng gửi tặng cho anh một cái điện thoại. Cái điện thoại để gắn vô này gắn sao? Ồ, cái này đẹp quá ha. Dạ. Còn đây là chiếc điện thoại nhà tài trợ Hồ Quang Hiếu. Mượn làm mẫu ra anh. Anh nói là cho mượn làm mẫu thôi. Và chúc cho anh là luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn vui tươi và nụ cười luôn luôn nở trên đôi môi của anh. Xin chân thành cảm ơn chương trình. Cảm ơn tất cả ban bình luận đã tạo dựng lên một cái chương trình này để cho tôi cảm thấy được sống lại cái tuổi thanh xuân. Và đến gần với anh chị tôi không còn thấy tôi tuổi già, tôi không có. Dạ. Con chúc chú lúc nào cũng sẽ có sức khỏe và tiếp tục mang cái tình yêu âm nhạc của mình lan tỏa tới hơn nhiều bạn khán giả khác nữa. Và đặc biệt là chúc chú lúc nào cũng sẽ mãi mãi thanh xuân. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Mãi mãi thanh xuân mùa 2. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là game tên là Vẽ tiếp sức. Chúng ta sẽ cùng chia ra làm 2 đội và mỗi đội sẽ có 5 thành viên. Thành viên đầu tiên sẽ phải nhìn xem cái gợi ý của chương trình là gì, sau đó sẽ cho thành viên thứ hai vẽ để có thể hình dung ra cái gợi ý đó. Sau đó sẽ lần lượt các thành viên tiếp theo sẽ là vẽ, và thành viên cuối cùng sẽ là người phải đoán xem cái gợi ý mà chương trình cung cấp cho chúng ta đó là gì. Và đội nào có đáp án chính xác sẽ giành về cho mình giải thưởng trị giá là 5 triệu đồng. Mỗi đội chúng ta sẽ có 3 phút để thực hiện thử thách ạ. Xin mời đội của anh Kim Tử Long và anh Hồ Quang Hiếu thi trước ạ. Hả? Và 3 phút dành cho đội Cam thực hiện thử thách. Bắt đầu, con mời chú. Chỉ có 3 phút thôi cho nên phải nhanh lên đó chú. Rồi chú, hay quá chú. Hay quá chú, con nghĩ là đã đủ dữ liệu rồi. Chuyền vô. Rồi anh Hồ Quang Hiếu quay lại, anh Hồ Quang Hiếu quay lại. Gì trời. Biết rồi. Dễ lắm. Trời ơi, bé sao chứ. Nhanh lên đi, 2 phút rồi kìa. Từ từ, chẳng đi 2 phút. 2 phút rồi kìa. Nhanh đi Hiếu. Trời ơi, lâu quá. Lẹ lên. 5 triệu lận. Rồi, trời ơi, 5 kìa. Triệu. Rồi, nhanh lên đi. Chú quay lại. Rồi, đây là chú. Rồi, mình vẽ lại. Ok. Nhanh đi chú. Cô ơi, cô phải vẽ cho kỹ nha cô. Cô ơi, gần hết giờ rồi cô. Chú, em còn đang vẽ. Cô vẽ đi cô. Vô chú ơi, nhanh đi chú. Cô mời cô quay lại. Cô thấy không cô? Cô ơi, cô đang vẽ. Cô à? Chứ thời gian còn tới phút rồi. Rồi. Với bức tranh cô vẽ thì con lo quá. Cô cứ vẽ đi. Con nhìn nét vẽ của cô là con biết cô nói cái gì rồi. Cô rất là thông thả luôn á. Tập yoga quen. Cô cứ vẽ đi. Cô tập yoga xong cô thông thả luôn. Chúng ta còn 43 giây nữa. Không sao đâu cô, 43 giây còn rất dài. Cô cứ thông thả. Sam hay Sam? Cái câu thành ngữ này nó có mấy chữ vậy? Tăng tốc đi cô, không kịp cô ơi, hết giờ cô ơi. Bây giờ mình có thể vừa trồng chuối vừa vẽ được luôn á cô. Như thời gian lắm. Dạ rồi, xong chưa cô? 26 giây, nhiều lắm cô. Dạ rồi, rồi được không? Anh Kim Tử Long, anh Kim Tử Long quay lại. Quay lại chưa? Quay lại, quay lại. Rồi, anh Kim Tử Long nhìn bức hình của cô, đoán. Dạ đang hết giờ kìa. Bắt đầu tôi trả lời. Dạ. Trước khi trả lời, diễn giải ra cho mọi người biết. Đây, cô muốn vẽ đây. Đây là một cái con bọ. Trên đây là một cái lá tre.
ở đây là có một cái nòng súng. Em là em nhìn thấy con vi khuẩn với lại cây xương rồng đó. Thành ngữ có mấy chữ? Thành ngữ này có mấy chữ? Bốn từ. Bọ tre bắn súng. Không phải. Hết giờ rồi anh ơi. Xin trả lời. Trả đi anh. Minh đã có câu trả lời. Trả đi anh. Chú. Đi anh. Chú. Không có này đúng không chú? Dù cho có vẻ gì đang nữa nhưng tôi vẫn tìm ra được. Nó nằm trong sâu thẳm tiềm thức của cô. Khi cô vẽ lên, cô đã đem hết cái trí tuệ của cô đặt trong bức tranh này. Dạ. Cô, con nói nếu mà sai thì mình không có 5 triệu. Còn cái con nếu đúng, mình sẽ có 5 triệu. Cô hãy tin tưởng hả con về cái yoga. Và đáp án của anh là... đàn gãy tai trâu. Sao biết hay dữ vậy ta? Làm sao anh nhìn cái hình đó mà anh ra được câu đó? Cái này là cái đàn. Nó có mấy cái dặn. Này lên dây. Cái này là cái lỗ tai con trâu. Rồi cái cục kia chọt cho ngứa. Ngứa gãi. Đàn gãi tai trâu. Chú vẽ là con trâu có cái lỗ tai đàng hoàng. Qua tới anh Hiếu mất cái lỗ tai. Qua đây thành con thỏ luôn. Qua tới đây thành con bỏ chép. Vậy mà anh vẫn đốt ra. Đó là gì? Đó là cái sự gọi là yoga. Nó đi vào trong tiềm thức. Cái suy nghĩ của anh đã đưa vào cô. Xin chân trọng bắt tay. Đội cam đã có đáp án chính xác trong vòng này. Bây giờ sẽ là đến lượt thi của đội màu xanh chúng ta. Xin mời. Và 3 phút dành cho đội xanh vượt qua thử thách. Bắt đầu. Trời, cố lên Buka ơi, cố lên em ơi, cố lên. Dễ đi, lâu quá vậy ta. Dạ rồi, cô ơi. Cô coi. Cố gắng lên. Cố gắng lên cô ơi, trời ơi. Cái gì hả? Cho em thấy nè. Nhanh đi cô. Gần hết giờ rồi, còn có 1 phút mà. Rồi cô quay, con quay luôn nha. Được chưa cô, xong chưa cô? Cô ơi, xong chưa, con quay lại luôn nha cô. Xong chưa cô ơi? Xong chưa cô, con quay lại nha. Trời, cái gì vậy cô? Tới em chưa, lâu quá. Sắp tới chưa? Rồi, chuẩn bị, qua. Xem, vẽ. Tới. À, cái con này vẽ sao ta? Đúng rồi, Sam. Giỏi lắm, Sam ơi. Sam ơi, chị vẽ sai rồi. Nó ra con khác rồi kìa. Em hãy nhìn vào đây đi Vân. Em sẽ thấy được câu thành ngữ nó muốn nói gì. Thành ngữ. Rồi. Chú ơi. Chỉ còn 1 phút nữa. Anh hãy cố gắng lên. Phát họa. Hai cái thứ quan trọng của chú vẽ gì vậy? Chú cứ vẽ giống con đi chú. Nhanh lên chú ơi. Sắp hết giờ rồi. Vẽ giống con. Vẽ giống con. 37 35 34 31. Đúng rồi, vẽ cái này 30, đi chú, vẽ cái này đi chú. 25. Ây da, hết giờ rồi kìa. 21. Chú, vẽ cái này nữa nè chú. 22, vẽ cái này nữa nè, không biết cái này là cái gì nhưng mà cứ 19, vẽ đi. 19 17. Vẽ cái chân ra đi. 15 14. Chú, từ từ. Cứ 12, chú cứ vẽ cái này đủ rồi đó. 11. Chết chị rồi, chết chị rồi kìa. Đúng rồi. Cái gì vậy? Để cho coi cái này là con cá. Đây là câu thành ngữ hả mọi người? Mấy từ? Thành ngữ 4 từ đúng rồi. Hồi nãy từ 4 từ, 4 từ chị. 4 từ nhưng mà vấn đề từ. Anh trời ơi, để em phân tích cái đã. Vấn đề là ở đây là chỉ có thấy được cá thôi. Nếu mà câu thành ngữ mà có cá nha, tại vì không nhìn được cái phía bên này là cái con gì, nhưng mà nếu có cá thì là chim sa cá lặn. Xin báo cáo, câu thành ngữ đó đã sai. Là cái gì? Em không nghĩ ra câu khác. Cá lặn. Anh ơi, nhanh đi cho em thắng đi anh. Anh ơi, chim sa cá lặn. Nếu mà cái này mà không nhìn được con cá thì không bao giờ có thể đoán ra được. Tại vì không biết là có cái chú vẽ cái gì. Anh ơi,
em rất là cảm phục anh. Anh đã vẽ được một con cá để cho Vân đã đoán ra được là chim sa cá lặn. Vì sao nói là chim sa cá lặn? Nét đẹp, nét đẹp của Ốc Thanh Vân, nét đẹp của sao, nét đẹp của Puka quá đẹp như chim sa cá lặn. Đúng vậy, cái câu thành ngữ này là dành cho chúng ta. Đúng rồi. Theo cái nguyện vọng của các cô các chú ngày hôm nay và luôn cả chúng ta có mặt hôm nay thì 5 triệu đó chia đều cho 5 cô chú. Đồng ý. Còn 5 chúng ta. 5 chúng ta không. Vui là chính. Dạ. Yeah. Dạ, có xin mời các cô chú à. Dạ mời các cô chú lên sân khấu luôn ạ. Thưa quý vị, như vậy là giải thưởng 5 triệu đồng sẽ chia đều cho 5 cô chú ngày hôm nay. Con xin mời tặng các cô chú ạ. Dạ, mình đại diện mình cầm giúp con ạ. Con cảm ơn các cô chú rất là nhiều vì các cô chú đã đến đây mang theo những tiết mục của mình và chúng ta cũng đã có những giây phút thoải mái, thư giãn. Ngày hôm nay thì chương trình rất là vui vẻ, không có những cái giây phút mà làm cho mọi người cảm thấy bị trầm hay là bị buồn xuống. Và con mong rằng là cái sự tươi vui này sẽ theo tất cả mọi người và đặc biệt là sẽ luôn ở bên cạnh các cô chú để giúp cho chúng ta sẽ luôn luôn tràn ngập sự thanh xuân trong tâm hồn của mình ạ. Con xin nhờ chú Thanh có thể đại diện các cô chú chia sẻ một chút cảm nghĩ của mình ạ. Cũng xin đại diện tất cả các anh em chúng tôi xin có một lời gửi lời là cảm ơn chương trình đã cho chúng tôi một cái sân chơi để coi như là quên đi tuổi già, quên đi bệnh tật, quên đi tất cả phiền muộn lo âu. Và chúng tôi mong chương trình này sẽ lúc nào là cũng phải coi như là phát huy mùa 3, mùa 4, mùa 5, mùa 6, mùa 7. Dạ. Tất cả nhân dân nhà dân. Dạ vâng ạ. Và sau đây sẽ là những chiếc kỷ niệm chương của chương trình gửi tặng đến các cô chú ạ. Dạ. Con cũng xin đại diện cho chương trình chúc các cô chú lúc nào cũng sẽ trẻ, khỏe, lúc nào cũng sẽ vui vẻ, lạc quan như bây giờ ạ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Redmoon Picture thực hiện được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Em xin lỗi anh, đứng qua một bên giùm em. Có chuyện gì? Dạ đúng rồi. Hôm nay là lễ cưới tập thể của hai cặp đôi. Và con xin chúc các cô chú lúc nào cũng sẽ mãi mãi thanh xuân.